Dạ, em Tuấn đáp ứng theo yêu cầu của bác. Em mới về được một combo, một bộ loa đến từ nước Đức. Combo bộ loa này thì gồm có một đôi loa to, các bác đang nhìn trước mặt đấy. Thiết kế là một con bát 40 phía dưới cùng. Bên trên là một con bát loa toàn giải, bát 30. Hai bên là hai thùng, hai con loa cột này. Trong đó mỗi một loa có 6 con tép. Hai con loa này là có 12 con loa tép trong đấy. Clip của bộ này em đã có clip quy hàng cho các bác rồi. Đã có clip quy hàng cho các bác. Bác nào cần chi tiết về clip củ loa hay là loa tép, em đã có clip quy hàng hết ạ. Và bác nào cần clip quy hàng của loa rồi là hoặc ảnh của loa hoặc là ảnh của trong con âm ly kia em có cho. Đấy cho nó dễ. Thì báo cáo các bác là đối với bộ loa này thì như lúc chiều em đã nói thì nhiều bác cứ nói em nói vống, cũng chả vống đâu các bác ạ. Dòng loa Đức thì không thể chê được, nhất đâu các bác nào nghe dòng nhạc cổ phải nói là nó mê ly về chất lời âm luôn, không thể chê được. Isophone nghe đã phê rồi thì được cặp này, bộ này đây gọi là combo đồng bộ. Combo đồng bộ này thì báo cáo các bác là nó cái tên hãng loa đấy, tất cả nó đều là tên như thế này luôn. Sau đây em sẽ giới thiệu về tên này, tên tên cái bộ này là tên nó này, âm ly như này, loa nó cũng tên như này, Vimo hay cái gì đấy thì Vimo các bác đọc của em tiếng Đức hay tiếng Anh em không đọc được đấy. Giới thiệu qua xong em sẽ đo kích thước luôn. Về đôi loa đây thì đôi loa này có màu đen là L900-9063 bát 40 ạ nhé, bát 40 đấy. Còn con loa đây phía đằng sau đây tất cả made in GDR hàng của Đức luôn ạ, bao xịn luôn, trở kháng 4 ohm đây, 906 này. Sang bên con bên này là con loa cây này 9040 cũng tên hãng đó, cũng tên, cũng dòng loa của Đức luôn ạ. Đấy combo 6 loa, tất cả của loa đều có logo tên của thương hiệu made in. Con này chạy có hai cửa, một cửa này và cửa này. Riêng cửa một này thì các bác có thể dùng trên hệ quay, có thể chỉnh bát tép độc lập trên quay. Sang cửa hai này các bác chỉ chỉnh được một vế này nhé. Đấy thì sau đây em sẽ dùng dòng này đánh mono nghe rất là thích luôn, nó chơi mono không thích. Thì sau đây mời các bác đến trước khi đến bảng test thì cho các bác đo kích thước đã, chứ không nhiều bác chiều em giới thiệu rồi các bác hỏi cho kích thước cho nó chi tiết đi, bác thông cảm nhé. Em đẩy cái máy xa theo tí cho đấy, cho nó loa ra xa ra cho nó đỡ độ phân giải nó zoom. Con này là chiều cao 88, chiều cao 88 ạ, chiều cao 88. Thì con cây này cũng vậy, chiều cao 88 này. Thế thì chiều sâu sẽ bao nhiêu? Chiều sâu của thùng là 34. Chiều ngang của thùng thế nào? Chiều ngang của thùng 52. 52. Đấy là loa thùng to. Còn chiều ngang của loa cây nhỏ 20. Chiều ngang cây nhỏ 20. Còn chiều cao thì biết rồi. Chiều sâu 15. Đấy để cho các bác tính cái kích thước. Còn loa đây, để các bác bỏ loa đo đi. Đây nó chả 40 thì cái gì đấy bác? 40 ạ. Nó bắt 40, con trên thì 30 rồi, không nói rồi, 30, nói thì cho chắc chắn, loa thì chắc chắn rồi. Sau đây em mời các bác vào bảng test nhé, bác đeo tai nghe vào hộ em, để em test cho các bác xem là em đi xa luôn, em đi ra hết cái góc vườn em xa cho các bác xem là có đúng thằng em Tuấn nó nói là con này các bác đi rời xa tầm 5 nhé, 3 đến 50 mét, cái độ hao của chất âm thanh nó không đáng bao nhiêu luôn, thì em không hiểu là nó làm kiểu gì, không phải là ngồi chém gió đâu. Và đây em phát nó đây, phát lấy cái đầu CD này phát trực tiếp nhé, này phát trực tiếp cho lên âm ly luôn nhé. Đây mở, đây mở luôn cái con đầu dày mà. Con đầu đều nhá bác nhá, đầu cỏ nhá, con đầu có hơn triệu đấy, để cho các bác biết chứ không phải bảo thằng Tuấn dùng bộ CD nào. Đây mời bác nhá, mở luôn. Cho to tí nữa nhá. Của ấy điệp
vui như bướm trắng say đắm bên làn, làn như bông hoa ngàn thương yêu vô vàn, nguyện thề non nước sẽ không hề tan. Chuông đổ chùa xa chiều tan chuông về bằng đĩa nó vấp đấy các bạn, thế nào cái đĩa nó cũ. Em nói thật em đi hết ra đến bể cá này mà các bác nó không bị hao. Kêu đi cái, đĩa nó vấp mà, không lẽ là dính gì xước. Ủa thế đấy, đang ra thử chất âm từ xa. Dính cái đĩa nó xước. Đĩa xước quá, cái đĩa của Hoàng Oanh này nó quá lâu nó bẩn. Nhiều lúc nó con quay đến nách đến nó dừng, phải nách bài đấy. Nó chả chạy nữa, nó treo luôn, nó bài chín luôn, chả chạy gì nữa. Thôi ấn play lại nhé, chạy bài 1 nhé. Đấy, bài 1 nó sẽ chạy một tí thôi. Được đúng bài 1 nó vấp nhiều rồi. Khổ quá đấy, test lại dưới cái đĩa nó hơi kém quá, không cả. Đĩa nó bẩn, nát quá. Không chạy, kiếm đĩa khác rồi ạ. Khổ thế đấy, thôi các bác. Biết làm thế nào được. Tẹt vô tình, nhưng cái đĩa thì thấy nó chạy được rồi. Lúc nãy mở, nó chạy nó lại tỉ nó mất. Thôi bác nào gọi thông cảm với em chút, em đang tét dở. Đi vắng cả ngày các bạn. Không được, nó vẫn không chạy các bạn. Thế nên, này này, cho ra đĩa xem này. Thế đó, chạy bằng cái đầu đĩa cỏ nó thế các bác. Tí nữa thỉnh thoảng nó chập chạc trời, mắt kém quá. Nhìn nó đọc được, đấy. Kính thưa quý vị thính giả, đấy. Có những giây phút mà người nghệ sĩ hình như hòa hợp được đấy. Tâm tình mình vào tâm hồn người thưởng ngoạn. Và rồi từ đó làm nảy sinh ra một thứ tình cảm vô cùng thân thiết. Mối cảm thông trong nghệ thuật đã đưa những kẻ không quen xích lại gần nhau hơn, đã xui những khách đa tình càng thêm lắm tơ vương. Em sẽ làm một clip nữa. Gần 20 năm nay, kể từ ngày góp tiếng trong làng tân nhạc, nó còn vấp một hai lần nữa. Đây là lần đầu tiên Hoàng Oanh tự mình thực hiện một cuộc tao ngộ với quý vị bằng câu ca tiếng nhạc, bằng tất cả ý tình tiềm ẩn trong từng cung bậc của âm thanh, dệt nốt đường tơ gửi về thính giả xa gần. Đến 30-40 mét đi các bác. Ôi, phải em tắt nhá, hại loa lắm. Không thích. Đấy. Bác thông cảm nhá, cái đầu nó. Ôi, ngắm con chung 10 năm qua xa rồi mà tình mãi còn vương. Tắt các bác thông cảm nhé, không chơi được cái đĩa này, không chơi được. Thôi em xin thông cảm. Thôi có gì bác, các bác thông cảm, thật sự thông cảm cho em cái clip này. Không may cái đĩa nó kém quá, ghép vào thành ra nó. Em sẽ làm một clip nữa, dùng cái đầu khác để chạy hoặc là dùng một tín hiệu khác để cho bác nghe lại, chứ không nhiều bác lại bảo ôi nó sậm xẹt, không biết là đĩa hay âm ly. Hàng bao ok cho bác đi, bao ok hết.
Em sẽ còn phải test vài đĩa nữa, bởi vì con loa này nó quá phê. Nghe nhạc cổ nó phê lắm. Em chào các bạn.